và kiến thức thật sự tập là bởi vì họ thức để kiến thức với thật sự tập chứ không ai ngủ để tôi được phương vừa lớn. Trình mang tính chất quy mô rất là lớn, có sự chuẩn bị rất là bài bản và chỉnh chu từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tổ chức. Và đối với bản thân mình trước nha, mình khi mình đọc những trang sách này thì mình cảm thấy là thực sự là bản thân mình còn thiếu sót rất là nhiều, thì nó sẽ giúp các bạn có được một cái ý định về khởi nghiệp. Và đây là một điều rất là quan trọng và cần thiết mà nhà trường và đoàn trường đang muốn định hướng các bạn trong những năm sắp tới. Em học được rất là nhiều cái bài học ý nghĩa, có thể là áp dụng cho em trong cuộc sống sau này. Cảm thấy rất là hạnh phúc mỗi khi mà Nhân được chia sẻ với các bạn trẻ. Tại vì Nhân cảm thấy là đây là một chương trình rất là thú vị, rất là ý nghĩa và rất là thiết thực để giúp đỡ cho các bạn sinh viên, giúp ích cho các bạn trẻ rất là nhiều trong cái sự định hướng, trong công việc cũng như là trong tương lai. Và Nhân hy vọng chương trình này sẽ làm thật là nhiều nơi, thật là nhiều chỗ và gặp gỡ thật nhiều sinh viên. Tự là Vân cảm thấy đây là một hành trình rất là ý nghĩa khi mà Vân có cơ hội được đến và giao lưu cùng với các bạn sinh viên. Mình cảm thấy là những gì mình mang đến cho tất cả các bạn có thể giúp ích được cho thanh niên của Việt Nam. Và Thúy Vân cảm thấy tự hào khi mình là một phần của hành trình đến từ trái tim.